Trân trân kính chào quý ông bà, quý cô bác, quý anh chị em và các bạn. Hôm nay thì Trân Trân lại trở lại đây là thôn Thuận Hòa B, Thuận Hòa A của xã Hương Phong, Thừa Thiên Huế. Thì Trân là nhận được sự gửi gắm của cô quê ở Washington DC, Mỹ về đến đây để giúp những trẻ em, những học sinh nhỏ là 17 cháu trong hoàn cảnh rất là khó khăn, ngặt nghèo. Đặc biệt là một rất là nhiều cháu ở đây là cháu thì thiếu cha, cháu thì thiếu mẹ, một số cháu thì thiếu cả cha cả mẹ và bệnh tật nữa, rất là khó khăn. Thì đầu năm học mới Trân về không kịp, nhưng mà bây giờ cũng thấy cô quê về đến đây để mà giúp mỗi cháu như vậy là 300 ngàn, để đồng viên cho mấy cháu là cố gắng để mà cố gắng mà học tập được tốt hơn. Thì bây giờ thì nhìn cháu nào cũng rất là đáng thương. Bây giờ 300 đối với mẹ cháu thì đầu năm là có tiền để mà cha mẹ mẹ cháu mua sách, mua vở, mua áo, mua quần cho mẹ cháu. Khi 2 tuổi không? Vâng, nhưng nó là cái khơi rồi. Các mấy cháu đó hả? Con. À con à, lập 7 đó, cháu lập 4 rồi. Dạ. Bộ. Lập 4 mà nhỏ đấy thế à? Đâu thì trẻ con lý, đang muốn học ô coi phim cái đó. Nhà mẹ hai đứa, ngồi đứa mà nào hoàn cảnh đang gì đang nghe cảnh khó khăn, chồng đi tàng dạ, chồng đi trong tàng đau ốm, đau lên đau xuống, đi viện mãi thôi. À, là chồng gì đâu rồi cháu học được không gì học không có bố nghe bố cho con học cũng yếu là biến cỏ ai này biến cỏ ai về thêm. Lùi đây. Các chú cô quay quay vô mặt con chó. Lập mẹ rồi con. Nha, lập màu giáo. Màu giáo lẫn đấy đó. Dạ. Chừng chừng đừng đây. Sáng năm cháu qua. Chừng ngoài. Chừng ngoài. Chừng ngoài của mẹ hay là của mẹ? Ngoài mẹ. À của mẹ. Rồi ba mẹ cháu mỗi mẹ. Mẹ không đi đâu. Tấm thân phân liệt này nè. Tấm thân phân liệt. Đông mãi luôn. Con ba cháu. Con cá. À không có cha nữa mà còn mẹ có cha rửa lên đi kiếm con. Kiếm con. À bắt đầu mài chảo đi mẫu giáo. À. Con tên chi hè? Con đã học tên chi? Cô mà mình chưa chưa chi đó, mẹ bị rửa mà ba cũng nuôi à. Vâng, đã đi kiếm con. Kiếm con. Đi kiếm cho người cha. Cô chứ có vợ có vợ chứ hai người. Thì cô ngồi đi đẻ ra 2 năm vất lại cho bà nội nuôi thế chứ. Ai? Đó nuôi đó. Để cái mụ của cô quấy đó. Là ba mẹ cháu mất rồi. Mẹ bỏ đi. Ôi, tôi nữa. Cha thì đi làm thợ hồ. À, mẹ bỏ đi. Mẹ bỏ đi khi 2 tuổi. Ba bên ở vì đây là mẹ nội. Mẹ nội là mẹ nội nuôi hai ông bà nội nuôi. Một đứa thôi, một đứa thôi. À. Cái chừng đi bỏ đi con đi lấy chồng thôi. À bỏ đi lấy chồng. Ba thằng con ở rồi giống như cái trống nuôi con. Dạ, ba cháu mấy chục tuổi? Dạ, 40. 40 tuổi tỷ. Dạ, thì khi cũng bỏ đi rửa là cũng lâu rồi hả? Dạ, lâu khi 2. Đấy, mà chi rửa là học lớp 7 thôi cô. Lớp 7 mà nhỏ chục rồi đấy à. Bỏ đi quá chứ. Học được không cơ? Dạ, chứ là ngốc hè cũng... Đấy. Ngày nay có quà của ba Khuê giúp về cố gắng học cho giỏi nghe. Mua sách vở áo quần hết. Ừ. Con tên chi? Quốc Anh. Quốc Anh. Ừ. Xong rồi có những người cha người mẹ để lại tôi đi không nhỏ lắm cô nè. Dạ? Tôi làm hôi đi nhỏ tôi lắm. Đi khi 2 tuổi mà quả nhỏ. 2 tuổi luôn. Mà khóc được đến như vậy. Toàn cả hoàn cảnh vừa đó không cái chó đó cô. Đi con được trượt về giúp ba mẹ. Mẹ đi về cả. Dạ. Mà cứ nghe mẹ lừa đến mà cứ khóc biết rắn con. Đi mãi em về. Ba hàng thổ uống đỉnh thì mẹ vạt ra cười đi. Thì mẹ khóc chồng khóc thôi. Chứ ngạo ngạn để cho mong. Chỉ là nhỏ đi. Thằng này hứng khóc à. Không chữ chân quậy. Mà mới đi mà chữ mà. Ba cháu làm cô có đều việc không? Dạ thì có nghe thầy hô đi làm không? Bởi chứ hồi đó hoa của con một cái vứt rồi mình đi hay rồi. Có người ở xóm nó chứ con đúng đấy, con cả bay. À cái bụi đâu. Con cũng có trong cuộc vô đi cực. À cực. À. Ở xóm đó cho mới biết. Bởi bữa trước con về nghe ba con nói ở đây có nhiều hoàn cảnh trẻ em rất là tồi. Nhiều cha mẹ cha đau, mẹ bệnh ung thư, rồi trường hợp thì cha mẹ bỏ đi.
ở ông bà nội bà ngoại thì tối. Thôi thì tặng cho tôi. Hôm nay con mới trở lại. Con đây là con đông. Chị mấy người con? Dạ bốn. Bốn người con. Là đấy đứa nhỏ nhất nữa hả? Dạ. Nhỏ nhất là mấy tuổi rồi con? Ba tuổi. Ba tuổi. Ba tuổi rồi. Chị á 40, vùng mấy? Dạ 42. Vùng 2. Cái chị làm nghề chi? Dạ đi dỗ vịt thuê cho họ. Đi nhổ việc tức là nhổ lông việc thuê dạ, cho người ta hả? À. 2 giờ sáng về nhổ. Con anh chồng của chị đi phụ hồ. Đều rồi thì hai công việc mà nuôi bốn người con là cũng hơi vất vả ha. Dạ. Đứa lớn là mấy tuổi đó chị? Dạ học lớp 7 cũng học lớp viên cuối. Dạ. Có mấy trường hợp tôi chợ ba chợ cháu đi nhận quà, mẹ chợ con đi nhận quà vì mẹ cháu là con quá nhỏ. Năm nay em 70 rồi. Em 26. 26 và hai đứa rồi. Con chồng mà làm chi em? Bán thì làm nghề bình thường. Bắt đầu năm học đóng thì học cho hai đứa chưa? Đóng nửa kỳ. Đóng nửa kỳ. Con nữa. Có thì đỡ hết. Ở đây thì ruộng cũng rất là ít. Đó, chủ yếu là ngư nghiệp cho nên cuộc sống khó khăn. Con đây là ai? Trong ngoài hả? Không, cũng không có. Con à? À con. Bây giờ cô đáo qua cho mẹ con của ba Quế giúp mẹ con nè. Dạ. Mẹ con mừng không? Bạn của ta đi. Đây là có áo khung mới mặt này, có sách cậu vợ thế. Cố gắng mà học cho ba Quế vui đi chưa? Dạ chứ. Bà Quế giúp cháu. Cố gắng mà học thêm. Bà Quế giúp cháu. Chân giỏi, vòng hai tay luôn. Hai tay. Cảm ơn bà Quế ấy. Cố gắng mà học hành này. Hai tay. Con mấy tay? Hai tay. Cảm ơn bà Quế nhớ rồi à? Giỏi lắm. Cảm ơn bà Quế nói nhỏ hả? Cô gọi là ba hết. Bà Trang. Ôi, dễ sợ luôn. Bà Trang. Mừng chưa? Rồi xong rồi tất cả mấy con vỗ tay cho hàng to lên để cảm ơn bà Quế. Đang về mẹ cháu, cảm ơn cô Quế nhiều có cho con mẹ cháu. Dạ. Con muốn con. Dạ. Con đủ. Dạ. Dạ. Mẹ cháu vừa nhận quà xong rồi bây giờ là cũng trời mưa rồi. Dương Thái Hiền, à, 27 tuổi. Dạ, 33 tuổi. 33 tuổi, đang chạy thần. Trong clip trước thì Trân đến trao qua những hoàn cảnh đặc biệt ở đất đời. Thì gặp em đây đi nhận một phần quà. Nhưng mà thấy hoàn cảnh của em thì đang chạy thần cũng giai đoạn mấy đấy em? Dạ, giai đoạn cuối. Mà chưa có gia đình. Gia đình thì rất khó khăn. Cho nên là Trân kết nối được cô Quế ở Washington đến đây để giúp một số tiền của cô Quế, giúp cho em là 2 triệu thôi. Cô Quế ở Washington DC giúp em 2 triệu về có tiền chi phí để mà chữa chạy thêm. Cảm ơn. Con cảm ơn cô Quế và giúp đỡ cho con 2 triệu. Ba mẹ của em làm chi? Làm nghề chi? Ở nhà. Nhà bao nhiêu tuổi rồi? Dạ 65. 65. 68.
Rồi chứ đi đi hàng tháng nữa là có tốn nhiều tiền không? Dạ, một tháng tốn 1.500.000. À, tốn 1.500.000. Đến chay hả? Dạ. Chứ trước mắt là có 2 triệu của Quốc Huê hết. Giúp em để mà có chi phí ban đầu rồi ai giúp nữa mà đồng cảm mà thương em thì chị sẽ alo em hết. Và đây là em cải việc việc. Đấy, nghe rất là lạ đấy. Là được sân cũng có trao quà của nhà hảo tâm ở xóm nghèo đất đời. Em ở bông bả cũng hoàn cảnh đặc biệt, có quen biết với nha những người bạn gì đó, cho nên được sự giới thiệu qua một phần quà sau mưa bão. Nhưng mà được biết cái hoàn cảnh của việc á, thì nuôi vợ là bị tai nạn do đi làm công quả trên làm công nhân ở nhà máy máy phải nha, còn việc làm nghề chi quên đó, làm xe kia, xe ra ra cổng rồi em lên mình năm đến bảy mươi nha, từ 28 28 con vừa em vừa 27 mà có ba người con phải không? À, hai đứa con nhỏ mà chưa vừa bị được là mấy tháng nữa nha, hơn tháng. À, chưa đợi chưa? Là chưa, mừng năm rồi chưa đợi. Em kể lại cái hoàn cảnh vừa em bị đi. Là vừa em chưa ghi bài cái máy, cái cái không máy cái máy là sửa hết. Cái máy kia? Máy dập một ngoài máy, cái máy dập một giờ nâng máy ta là cái bài hai người không máy đe, vừa em gầy là đe cái người gầy được xuống cổ, chứ bị ảnh hưởng đến tùy chứ. Mà chưa tùy phân tùy là thứ chứ phân dữ lắm. Vậy chứ có tiền thuyền chứ, chứ 6 tháng điều trị tiền thuyền chưa? Chưa, cũng năm lâu cũng phân một phân là 6 cái móng 6 ấy có bị lượng chứ điều trị thì phân ở đây. À, là vừa em 26 hả? Dạ, 27. Con có là đứa lớn nhất mấy tuổi? Dạ, cô đâu 7 tuổi. Cô đứa 6? Bẻ 3 tuổi. Đứa đâu 7 tuổi, đứa 6 3 tuổi. Thì mẹ bị đỡ cái gửi ai để em chăm vô bình thường chăm vợ rồi thì vợ em rồi thì ai giữ con? Là không có đi ngơi trẻ vậy đó, phải nhớ cùng tôi cùng có đi học cùng thứ bảy chủ nhật ở nhà rồi mới tuổi em trai lên trở về tâm phụ trai lên trở về đi đi thì em chăm vợ và cũng không đi làm gì được rồi không yeah. Bữa trưa là nộp tiền viện phí hết mấy rồi, là gần 57.000 rồi. Bảo hiểm tai nạn có hỗ trợ chi thế không? Bảo hiểm tai nạn mà nữa là họ đợi cái phân tích của vợ em xong đi chứng tích bao nhiêu là họ mới đưa ra tâm lực. Còn chưa là mình phải chạy vay đi. Mình tận đi lấy 10 triệu mất rồi, còn mình có đưa anh số tiền 10 triệu gần tiền một thì còn 20 triệu mới lập nhiều. Còn em là hai đứa con nhỏ, đứa đâu 7 tuổi, đứa 6, 3 tuổi quả tôi lắm. Tiền vừa lo vợ bệnh viện, vừa lo con ăn học nữa. Thôi chưa trước mắt là chị có sự gặp của cô và chị ở bên Mỹ và giúp đỡ cho em ấy. Có tiền về em là lo cho vợ em, rồi thêm tiền viện phí để con lo cho hai cháu ở nhà này. Số đầu tiên là cô Khuê ở Washington ấy giúp em 1 triệu. À, cô Khuê ở Washington 1 triệu. Không cần thêm mặt cháu. Cô Khuê đã giúp đỡ em không? Khó khăn. Tiếp tục là chị ở Mỹ giúp em là 100 đô. Dạ. À, 2 triệu 4, 70 đô. Dạ. À, chị ở Mỹ giúp em 100 đô, 2 triệu 4, 70 đô. Cảm ơn chị. Này, 1 triệu này. Dạ. 2 triệu. 1, 2, 3, 4, 2 triệu 4. 5, 6, 7, 8 ngàn. Dạ. Rồi. Cảm ơn cô Đô, chắc khỏe, chắc chung, chắc khỏe. Thế chị viếng ở Huế giúp em 1 triệu. Chị viếng ở Huế giúp em 1 triệu rồi. Rồi về nói cho vợ cho con hết. Dạ. Cảm ơn chị, con viếng rồi. Chị giật mắt rồi thấy có chung mối là trái trại đỡ ở trên này. Con cũng, sự con cũng cảm ơn phân cảm nhà họ tâm và giúp đỡ cho một phân nào đó cho gia đình con. Con cũng cảm ơn mày. Anh chị sức khỏe.